Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 1, trang 136, sách giáo khoa toán lớp 5 bài chia số đo thời gian cho một số. Bài tập 1 đề bài yêu cầu các con tính với các phép tính chia số đo thời gian cho một số tự nhiên. Như vậy, để làm bài tập này, ta sẽ đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên. Ta chia từng số đo ở số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải. Khi tính sau mỗi kết quả, ta sẽ ghi đơn vị đo thời gian tương ứng. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập 1. Câu A, cô có 24 phút 12 giây chia cho 4. Ta có 24 phút chia cho 4 bằng 6 phút. 6 phút nhân 4 bằng 24 phút. 24 phút trừ 24 phút bằng 0. Ta tiếp tục chia đến 12 giây. 12 giây chia cho 4 được 3 giây. 3 giây nhân 4 bằng 12 giây. 12 giây trừ 12 giây bằng 0. Sang tới câu B. 35 giờ 40 phút chia cho 5. Bằng 7 giờ. 7 giờ nhân 5 bằng 35 giờ. 35 trừ 35 bằng 0. Ta tiếp tục chia đến 40 phút. 40 phút chia cho 5 bằng 8 phút. 8 phút nhân 5 bằng 40 phút. 40 phút trừ 40 phút bằng 0. Đến câu C. 10 giờ 48 phút chia cho 9. 10 giờ chia cho 9, ta được 1 giờ. 1 giờ nhân 9 bằng 9 giờ. 10 giờ trừ 9 giờ còn 1 giờ. Chúng ta tiến hành đổi 1 giờ bằng 60 phút. Ta cộng các số dư thời gian còn lại. Cộng 0 bằng 8. 4 cộng 6 bằng 10. Chúng ta được 108 phút. Cô chia lần lượt. 10 chia cho 9 được 1. 1 nhân 9 bằng 9. 10 trừ 9 bằng 1 hạ 8. 18 chia cho 9 được 2. 2 nhân 9 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0. Như vậy cô được kết quả là 1 giờ 12 phút. Cuối cùng câu D. 18,6 phút chia cho 6. Ta tiến hành chia từ phần nguyên. 18 chia cho 6 bằng 3. 3 nhân 6 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0, viết 0. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó hạ chữ số đầu tiên ở phần thập phân xuống để tiếp tục chia. Cô có 6 chia cho 6 được 1. 1 nhân 6 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Chúng ta được kết quả 3,1 phút. Vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 1. Trang 136, sách giáo khoa toán lớp 5 bài chia số đo thời gian cho một số. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác,
Các con hãy truy cập trang web lờigiaihay.com. Cô chúc các con học tốt!